Minh Ngọc. Nguyễn Minh Ngọc sinh ngày 28 tháng 10 năm 2013, cao 1m12, nặng 18kg. Nguyễn Minh Ngọc vừa giành giải thí sinh được yêu thích nhất của cuộc thi tìm kiếm thiên sứ xanh. Thank you.
đến từ Hà Nội. Tôi sở thích người dân du lịch cùng gia đình mang lên mình những bộ trang phục lạ mắt, những chiếc váy đẹp để thể hiện thời trang. Ước mơ sau này của con sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, để con có thể tạo ra những bộ váy tạo hình thật đẹp, thật nhiều màu sắc, bất kỳ ai mặc lên cũng đều được tỏa sáng. Design với thiết kế cùng tinh xảo, tôn lên một vẻ đẹp kiêu sa cho